Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã trở lại với chương trình Tấc Đất Tấc Vàng ngày hôm nay với anh Bình Trần, chuyên viên cho vay mượn tiền mua nhà, và anh Kevin Huỳnh, anh là broker, là chuyên viên địa ốc tại San Diego. Trước hết chào anh Bình và anh Kevin. Em chào chị. Em chào chị. Bình xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Vâng thưa quý vị, chương trình Tấc Đất Tấc Vàng trở lại với chúng ta ngày hôm nay để đưa đến cho quý vị những cái thông tin rất là cần thiết cho những ai đang có ý định mua nhà. Thì trước hết anh Bình, trong cái thời gian này trong năm thì cái nói về tình hình địa ốc thì thường trong cái thời gian này thì như thế nào anh? Wow, chắc để cái câu mà trả lời về vấn đề địa ốc á, thì để Bình cho Kevin là người trả lời thì hay hơn. Ok rồi. Kevin xin kính chào quý vị và chương trình VNTV. Thì theo mà sổ lệ cái nhà đó thì năm ngoái á, đến năm nay á, thì năm ngoái thời điểm này cũng giống thời điểm này thì nó có khoảng 5.000 cái nhà trên thị trường. Thì trong năm ngày đó thì đến ngày hôm nay là nó có 3.500 căn thôi. Wow. Thì nó giảm đến 40%. Có nghĩa là vào thời điểm này năm trước là trên thị trường bán trong cái county của San Diego là có khoảng 5.000 căn. Mà vào thời điểm năm nay chỉ có 3.500, có nghĩa là nhà không còn nhiều để bán nữa. Wow. Đúng rồi. Wow, như vậy thì coi như là ý anh muốn nói là như vậy là nhà mà list ra thì bán rất là nhanh phải không anh? Dạ đúng. Thì thường á, trong San Diego mà đúng giá đó thì bán trong vòng 10 đến 30 ngày average. Nếu mà cao quá thì 60 ngày. Thì theo Kevin á, thì from experience của em thì tới bây giờ là nhà nào ra được giá là bán nhanh. Nếu mình không có chuẩn bị thì sẽ không có thể mua được. Wow. So, do cái thời gian này và lúc mà ít nhà quá đó thì mình phải có cái chuẩn bị để cho mình có một cái cơ hội. Khi mà nếu mình bỏ cái offer vô, người đó sẽ cái offer mình được chấp nhận được bởi người seller thì mình phải làm sao? Vậy đó. Thì trước hết thì mình phải có cái gì mà cho cái người mà bán cho mình phải cái người này là tôi sẽ bán cho nó sẽ đóng. Thì cái đó thì em nghĩ đã cho anh Bình nói về cái pre-approval letter quan trọng đến how important it is. Anh Kevin ơi, như vậy thì anh nói là cái tình hình địa ốc ngày hôm nay là anh nói tại San Diego thôi hay là ở tất cả mọi nơi? Em nghĩ là tất cả mọi nơi. Nó điều như vậy. Nó ít nhà và nhưng mà theo Kevin nghĩ đó, cái thị trường của San Diego của mình đó, trong tương lai nó sẽ như thế nào? Theo Kevin nghĩ đó là cái market San Diego còn rất là phát triển rất nhiều, là tại vì dân số càng ngày nó càng đông càng vô, rồi càng ít nhà đi thì mua nhà sẽ khó hơn phải không anh? Rồi cơ hội đó phát triển nó còn rất là nhiều. Kevin vậy. Thì thí dụ như là một người agent đúng không? Thì mình là người đại diện cho cái người khách của mình. Thì theo Kevin nghĩ là cái vấn đề là cái người khách mình nên chuẩn bị những cái thứ gì để mà khi mà cái offer của mình gửi vào cho cái người seller. Tại mình thừa đủ hiểu bây giờ cái thời buổi này nếu mà nhà mà không có nhiều á, có nghĩa là sao? Là mỗi một cái căn nhà có thể có 10-20 cái offer vô để mà cái offer mình gọi là có thể cho seller consider hay là accept cái offer của mình, thì mình phải có cái gì đó. Thì theo kinh nghiệm của Kevin á là mình phải chuẩn bị những cái thứ gì để mà khi mà người quyết định mua gửi offer vô có cơ hội cao để mà được chấp nhận. Thì mình nên chuẩn bị thường mình mua nhà thì based on gì? Income mình. Income ha. Thì trước hết á là Kevin recommend ai mà muốn đi tìm nhà thì cái việc đầu tiên thì mình nên làm một cái pre-approval letter. Number one. Đó là trách nhiệm của em. Trước khi là đi coi nhà phải không? Nếu mà cá nhân Minh Anh mà chưa có nghe cái talk show này thì nói là đi mua nhà, tức là sẽ cầm điện thoại gọi cho anh Kevin lên, nói anh Kevin nói tôi muốn đi mua nhà, cho dù chưa có biết là mình có được approve hay không. Rồi vấn đề thứ hai là mình cái vụ mà down payment thì nó cần source, meaning cái tiền của mình phải nằm trong nhà băng mình 2 tháng và để cho mình chứng minh là mình có đủ tiền để mình down cho cả nhà. Đó là số 2. Còn số 3 thì đi coi nhà và react nhanh, mình thích là mình mua, đừng có do dự. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình biết, nói chung là cái thói quen của người Việt Nam mình đúng không chị? Khi mà mình thích trả giá thì theo em bớt, em không có bớt, em không có buôn bán, em không có bán nhà, không có nhà để mà bán, em bớt được. Thì theo kinh nghiệm của Kevin đó là thí dụ như cái người Việt Nam là thích trả giá đúng không? Thì nhiều khi cái sự trả giá của mình như cái market biển này, thí dụ như trong cái khu đó nhà 700.000 mà mình vô mình offer 680 hay là mình dưới thì cái cơ hội mình cũng không có cao đúng không? Thì theo Kevin thì để lựa chọn một người agent, có phải là người khách nên chọn một người agent có kinh nghiệm, có đủ hiểu biết để khi mà cái offer mình bỏ vô đó mình phải đúng giá với cái thị trường để mình cái người bán họ mới nhìn tới cái offer của mình đúng không? Dạ đúng. Thì theo kinh nghiệm Kevin thì cũng có trường hợp mình bỏ đúng giá, trên giá mà dưới giá cũng tùy theo khách hàng muốn. Thì over time cái người khách hàng nó phải educate themselves. Mình bỏ một lần, ok, mình không có được accept cái offer thì mình phải rút kinh nghiệm. Thì mình thường mình agent đó là mình chỉ recommend based on the number, based on the number of offer, bao nhiêu cái offer mình gọi cái người seller, gọi người agent nói là ok có 5 cái offer, bao nhiêu đó thì mình sẽ advise cái khách mình ok bây giờ hiện tại có 5 offer trong cái range đó thì mình nói nếu khách hàng thích thì ok thì mình để đó thì đỡ hơn chút xíu. Thì cái đó là cái kinh nghiệm Kevin làm. Như vậy có nghĩa là thưa quý vị, khi chúng ta chọn lựa một người chuyên viên địa ốc á, thì thứ nhất là tùy theo quý vị lựa chọn nhưng mà làm sao chúng ta phải có niềm tin với cái người chuyên viên địa ốc đó. Tại vì nếu mà anh thấy mà Vân Anh offer thấp thì anh có thể sẽ recommend Vân Anh phải không anh? Chị ơi nếu mà chị offer như vậy thì sẽ không được đâu. Tức là hai bên phải có cái sự tin tưởng nhau phải không anh? Và anh cái người chuyên viên địa ốc đại diện chúng ta cũng là người phải có kinh nghiệm. Chứ nhiều khi chúng ta bỏ công đi coi nhà rồi offer rồi lại không được thì là chúng ta lại mất cái cơ hội có căn nhà của mình. Đúng chị, đúng. Tại vì chính bản thân em cũng là từng là real estate agent hồi xưa nhưng mà em nghĩ em làm không được cho nên em bỏ. Em nghĩ không có đủ kinh nghiệm để làm vấn đề đó cho nên em mới chọn cái vấn đề làm về cho vay như vậy thôi. Thì nếu như vậy như Kevin nói như vậy đó thì cái thị trường hiện giờ nó vẫn là rất là hot đúng không? Thì có nghĩa là nhà không còn nhiều nữa thì những cái mà Kevin vừa nói về cái vấn đề mà giống như là những cái yếu tố quan trọng khi mà mình bỏ vô cái offer như vậy thì trong hết tất cả những cái yếu tố đó đối với Kevin đó, cái yếu tố nào là quan trọng nhất để mà cho người bán sẽ chấp nhận cái offer của mình? Theo Kevin thì cái giá tiền là quan trọng nhất. Nếu mình bỏ vô thấp thì cái pre-approval letter cũng không có quan trọng, nhưng mà kèm theo nếu mà người khách đó mà bỏ vô giá đúng cao kèm theo cái pre-approval thì chắc chắn là phần trăm không có nhưng sẽ cao hơn mấy người khác đó. Và cái bước kế tiếp là như thế nào anh? Thì nói chung nếu mà Kevin nói như vậy em cũng hiểu một điều, chị biết lý do tại sao là tại vì có nhiều khi cái người khách mình cũng không tin tưởng nó, tại cái người agent mình bỏ vô cái offer cao quá như vậy, có nghĩa là chẳng qua anh chỉ muốn mua cái căn nhà để anh làm cho khách xong. Nhưng mà có một cái người khách không hiểu là thật sự khi mà tụi em làm cho vay á là cái vấn đề bỏ vô offer khi mà nếu mà mượn tiền á, nhà băng còn gửi một người ra định giá căn nhà gọi là appraiser nữa. Thì khi appraiser ra họ sẽ định giá trên cái căn nhà vào cái khu đó, nó sẽ bay trên những cái data là những cái căn nhà bán rồi trong cái khu này cũng 4 phòng ngủ 3 phòng tắm đại khái là như vậy thì mới ra cái giá. Thật sự mình vẫn còn có thời gian để mình trả tiếp. Tại vì nếu mà cái giá nhà thấp hơn, cái định giá ra thấp hơn cái giá, mình vẫn có được quyền mình quay lại để mà mình gọi là mình negotiate tiếp với lại cái người seller, chứ không nhất thiết là bắt buộc là mình phải chấp nhận cái offer đó. Mà em nói anh Bình bring up cái good point thì người Việt mình hay sợ là bị hố không? Thì mà người ta không hiểu là người Việt mình không hiểu là hố cũng không đúng, là cũng có appraisal nó back mình up chứ không phải là mình bỏ hố đâu. Thì cũng nói chung cũng có những nhiều seller thì họ cũng sẽ ép giá thôi, giống như gọi là buy as is đúng không? Kevin có nghĩa là cái giá appraisal. Thì người mua người bán mà anh đúng không? Thì lúc nào cũng đó là sự đồng ý giữa hai bên thôi. Thì bên nào cảm thấy được thì thấy giá thấy được thì mua, thì ở hoặc bán, còn người thấy giá bán được thì cứ bán mà thôi. Nó đơn giản hơn tí xíu đúng không? I agree. Thì đó là những cái yếu tố mà Kevin nghĩ sẽ quan trọng để mà cái offer accept này. Theo Kevin có, nếu mình muốn mua căn nhà thực sự thì mình phải nên chuẩn bị hết trước khi mình đi coi nhà. và sau đó thì mới có cơ hội cao để mua được một căn nhà trong cái thời điểm này. Thời điểm này rất là khó khăn. Vậy nói tóm lại, nếu nãy giờ Bình nghe nói đây đúng không chị? Chị Vân Anh có thể nói là có nghĩa là đối với Kevin, cái vấn đề những cái yếu tố quan trọng để lấy cái offer mình được xét. Cái thứ nhất là cái giá nhà, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái người khách mình phải chuẩn bị một cái pre-approve trước, đúng không? Cái thứ ba nữa, cái vấn đề tiền bạc. Cái tiền bạc mình phải rõ ràng để cho cái vấn đề mà mua bán nó thoải mái hơn. Theo Bình nghĩ một cái nữa cũng rất là quan trọng để mà consider cái offer. Sometimes mình thấy được từ cái kinh nghiệm mà em làm, thấy được là nhiều người họ cái depend giống như cái người buy của mình đó, họ muốn cái căn nhà đấy, gọi là how bad you want it. Có nghĩa là mình phải show cho cái người sale là biết, cái người agent phải là người mà giống như diễn đạt được cái cảm nghĩ của cái người buyer cho cái người seller, để người seller là họ hiểu được lý do tại sao cái người buyer này muốn mua cái căn nhà đó. Đúng. Những nhiều người good agent mà mình theo cái kinh nghiệm mà mình làm mười mấy năm nay, có những người agent đó họ viết những cái lá thơ và những cái hình ảnh, những cái hình ảnh mà làm mình đọc thấy đó cảm động nữa, chứ đừng có nói gì cái người seller. Thì mình thấy cái yếu tố đó giống như là mình phải cho cái người seller hiểu được là họ tại sao họ phải bán cái căn nhà đó cho cái người. Tại vì theo em nghĩ, không biết chị nghĩ như thế nào, nhưng mà có nhiều người seller họ bán nhà là tại không phải là tại hoàn cảnh thôi, cho nên họ cũng muốn cái căn nhà của họ để một người kế tiếp phải là người nào đó họ cảm thấy là giống như có thể quý cái căn nhà, quý cái căn nhà đó là quý. Ngoài cái chuyện là giá cả phải không anh? Đúng rồi. Wow. Như vậy thì cái người chuyên viên địa ốc đôi khi họ còn phải làm việc gọi là extra work phải không anh? Dạ, để mà nói như vậy để thấy là cái người mua nhà và cái người agent cũng như cái người bán nhà phải có một cái sự hiểu nhau. Đúng rồi. Sự thông cảm, sự đồng cảm cho nhau là tại sao là mình phải mua căn đó, tại sao tôi phải bán cho cái người đó. Cái người đó có thể trả giá cao hơn tôi, thế người đó có thể tôi không bán. Đúng rồi. Wow, tức là kinh nghiệm anh đã thấy có rất là nhiều. Rất nhiều. Vâng, và đó là lý do tại sao trong chương trình Tấc Đất Tấc Vàng ngày hôm nay, anh Bình Trần cùng với anh Kevin Huỳnh đã gửi đến chúng ta một cái buổi nói chuyện, cái buổi chia sẻ trình bày, đó là những cái điều rất là quan trọng cần biết khi mà một người cần mua cho mình căn nhà, để trong không có phải lãng phí thời gian cho chính cá nhân quý vị cũng như là cho người chuyên viên địa ốc mà quý vị gọi, phải không anh? Dạ đúng. Thì nói chung cái chương trình ngày hôm nay là tụi em cũng muốn diễn đạt là những cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua, để cho những người có ý định mua nhà hoặc là những người đã mua nhà qua tự lý do tại sao mà không có cái offer mình nhiều khi không có accept. Thì những cái information này là tụi em cũng muốn truyền đạt là để cho họ có cơ hội chuẩn bị tốt hơn, để khi mình ra mình đừng có mất đi cái cơ hội mua được cái căn nhà đúng mình thích. Đúng. Yeah. Vâng thưa quý vị, và chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi hỏi tất cả những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến địa ốc. Anh Kevin Huỳnh, anh là broker tức là chuyên viên địa ốc qua số điện thoại là 619 788 6988, và anh Bình Trần, anh là chuyên viên cho vay mượn tiền để mua nhà cũng như là cơ sở thương mại qua số điện thoại là 619 200 5104. Anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh sẵn sàng trả lời tất cả những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến việc mua nhà cũng như bán nhà luôn phải không anh? Dạ đúng, là mua bán. Như vậy thì với người bán nhà thì khi mà cần bán căn nhà thì chỉ cần gọi cho anh Kevin, có cần gọi anh Bình không? Muốn gọi ai cũng đúng được. Ai cũng làm được hết. Nói chung là nếu mà gọi cho em thì em sẽ refer cho những agent partner giống như là Kevin vậy đó, thì em sẽ gọi cho họ như vậy thôi. Thật sự cái vấn đề đó không có quan trọng. Tụi em cũng work chung với nhau. Bên đây cũng vậy. Và trước khi chia tay trong chương trình ngày hôm nay thì anh Bình cũng như là anh Kevin có muốn nói lời gì trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay không anh? Chứ mình muốn nói trước không? Nói đi. Trời đẩy qua đây. Thì Bình rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để coi những cái show về Tấc Đất Tấc Vàng của Bình, chị Vân Anh và của Kevin. Thì Bình cũng mong là những cái information của tụi em có đây có thể chia sẻ giúp được những cái người quý vị khán giả nào có ý định mua nhà trong tương lai. Nếu có bất cứ gì thắc mắc thì cứ xin vui lòng gọi qua số điện thoại của Bình với Kevin, hoặc không nếu mà có những cái feedback như có những cái ý kiến gì đó để cho cái show này nó hay hơn. Tại nói chung là tụi em cũng mới làm cái show này lại. Sau này thì cho tụi em cái feedback thì cứ dẫn gọi số điện thoại nói cho tụi em biết, thì nếu có thật hoặc là muốn biết thêm những chi tiết gì cứ tự nhiên gọi. Vâng, thưa quý vị cũng có muốn có những câu hỏi ngoài cái đề tài của Địa Ốc của quý vị cũng có thể gọi cho anh Bình Trần một lần nữa qua số điện thoại là 6192005104. Thí dụ như là đề tài gỡ rối tơ lòng cũng gọi cho anh Bình được không? Đó gọi Kevin. Gọi cho Kevin được không nữa quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và chúng tôi xin được trở lại trong thời gian gần nhất. Ok, kính chào quý vị.